Xin chào các bạn nhé, các bạn đã quay trở lại với kênh Chí Chí Sáng Tạo các bạn ạ. Thì các bạn ạ, hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn cách nối cái dây lốc các bạn nhé. Mình sẽ chia sẻ các bạn nối cách nối cái dây lốc này. Dây lốc nó bị đứt sát cái cổ vòi nhé, cổ của xe này. Bây giờ mình tiến hành, mình sẽ chỉ các bạn. Đầu tiên các bạn sẽ đặt cái này xuống, cái nóng xuống nhé. Ở đây thì nó, các bạn đặt cái này lên thì nó có cái này, các bạn có cái sát này. Nảy ra nhé. Đấy, các bạn đặt riêng nóng đen các thứ ra này. Đấy, các bạn rút ra này, rút ra. Đấy, các bạn chắc cắt cho mình một đoạn cái vòi nước các bạn nhé. Đấy, các bạn cắt cho mình khoảng 7 phân cái vòi nước các bạn nhé, vòi nhựa nước này. Đấy, tiếp đến các bạn sẽ lồng cái vòi nhựa nước này vào trước này. Đấy, lồng như mình lồng nhé. Đấy, tiếp tục các bạn lại đồng trở lại cái gen của đầu nhá. Tiếp đến các bạn đồng cái dây nước vào đây rồi chúng ta đủ lên. Đây các bạn này, đây là cái sắt ở đầu nước nhá, cái này nó bằng nhôm, bằng đồng. Bây giờ các bạn đẩy lên rồi. Các bạn kiếm thêm một cái đầu cút gen này các bạn nhé, bằng nhựa này. Các bạn ép vào lại. Từ từ mình lắp cái nóng đèn này. Đây nó là cái lon cao su. Rồi ok, mình đã lắp lon cao su vào. Bây giờ các bạn lấy cái gen trong này của cái bị đầu nhé. Còn cái gen trong các bạn ép vào. Rồi ok nhé, sau khi các bạn ép vào như này này nhá, các bạn ép vào như này rồi thì các bạn đẩy cái dây lốc lên. Các bạn đẩy cái dây lốc lên đây cho mình. Tiếp đến nhé, các bạn sẽ đẩy cho mình cái dây nước này nhé. Dây nước này thì các bạn sẽ cho nó vào cái ấn ép vào lên cái này các bạn nhé. Các bạn ép vào lên cái đầu gen của cái sen nhé. Các bạn cố gắng ép cho mình nhanh để cho nó giữ lại cái vòi này. Chặt phết các bạn. Để mình thấy một tí kia. Vì nó chặt quá các bạn, mình sẽ dùng một chút của là kéo dòng nước nhé, một chút kéo dòng nước để mình làm bôi trơn nó. Đấy, sau khi các bạn cho kéo dòng nước vào, nó có thể du thoải mái nhé. Rồi, các bạn này, sau khi mình đã gắn được rồi này, các bạn nhé. Đây, sau khi mình đã gắn xong nhé. Đây này. Mình đã rút cái đầu ra đây rồi. Bây giờ mình sẽ xử lý cái phần dây lốc các bạn. Các bạn đẩy cái dây lốc vào nhé, đẩy kịch dây lốc này. Đấy, các bạn có như mình này, các bạn dùng bật lửa các bạn nhé. Đấy, cho thẳng các bạn nhé, dùng bật lửa này, các bạn hơ này cho mình này. Đấy, hơ cho cái đầu vòi này nó tụm lại nhé, cái đầu ống nước này nó tụm lại để nó giữ. Thì các bạn phải giữ cho mình cái đầu này nhé. Đấy, các bạn giữ cái đầu cái lốc ở bên trong của cho mình nhé, để không trôi ra nhé. Bạn xoay đeo cho mình nhé. Rồi các bạn, mình rỉa, bóp nó lại. Rồi các bạn nhé, sau khi mình đồng được như này mà mình đốt xe tí đầu các bạn nhé. Trên đầu rồi các bạn này. Đấy, mình đốt mà đã xe tí đầu rồi. Thì bây giờ các bạn muốn cuốn ý, các bạn phải cho mình các bạn này. Các bạn sẽ dùng dầu ăn nhé các bạn nhé. Đây dầu ăn này các bạn này. Mình sẽ đổ đây một chút. Đây, đổ cho cái này một chút nhé. Rồi các bạn bôi cho mình lên đây. Lên cái ống này nhé. Ống nước này. Đấy. Bôi cho mình lên đây. Đấy, các bạn dùng cho mình cái dây điện các bạn này. Dây điện nhỏ nhé.
Đấy, các bạn bôi dầu vào cái diện nhỏ này. Rồi, đó, các bạn bôi đây. Các bạn gập cho mình một đoạn như này nhé. Đây, các bạn làm cho mình này. Đấy, các bạn gập cho mình một đoạn như này. Nó tuy nhớt nhát tí nhưng mà làm nó hiệu quả các bạn ạ. Ok các bạn nhé. Rồi các bạn cuốn cho mình nhé. Đây các bạn này. Các bạn thuận tay nào các bạn cuốn tay này nhé. Đây thì mình thuận tay này thì mình cuốn tay này. Đấy. Các bạn cứ cố gắng cuốn sao cho nó đẹp nhé. Đấy, mình thuận tay nào thì mình cuốn tay đấy. Các bạn không cần cuốn chặt đâu nhé, cuốn vừa vừa đâu, xong chúng ta không rút được dây đâu nhé. Đấy, các bạn cuốn cho mình như này nhé, các bạn thuận tay nào các bạn cuốn cho mình như thế, cố gắng xếp cái vòng nó đều các bạn nhé. Đấy, các bạn lại vỗ tay vào dầu này để cho cái dây điện nó trơn các bạn ạ. Rồi, các bạn này, các bạn cứ nằm theo mình như này, bỏ tay phết cho các bạn, mình đổ tay nhé, cái kia mình không thuận lắm. Đây là cách gọi là mình chia sẻ để sửa thôi nhé các bạn nhé. Còn các bạn mà có điều kiện ấy, thì các bạn mua mới. Mà mình đây là mình chia sẻ là cách sửa, phục khắc phục. Trong khi là trường hợp mà chúng ta chưa mua được cái vòi sen này, cái dây vòi sen này nhé, thì chúng ta làm cách này cũng rất ok các bạn nhé. Cũng dùng được khá lâu ấy. Cố gắng xếp của nó chặt chẽ vào. Rồi ok các bạn, còn đoạn dây thừa này nhé, mình sẽ đút vào đây. Rồi bây giờ mình sử dụng kim các bạn nhé, kim mình rút này. Đấy các bạn này, thấy mình rút chưa, rút cái dây này nó tụt lên luôn này các bạn này. Dầu ăn hơi trơn các bạn nhé. Sau khi các bạn này, mình đã bịt rút được cái đầu rồi, nó tụt vào trong rồi các bạn này, rất đẹp các bạn nhé, rất hài hòa các bạn nhé. Đấy, mối nối chúng ta rất chắc này, mà tạo ra cái tay nắm chỗ này thì ta cầm tắm rất thích nhé các bạn nhé. Đấy, bây giờ mình sẽ cắt dần thừa đi, mình kéo này. Đấy, mình cắt hai đoạn thừa đi. Đoạn này thì các bạn sẽ dùng cái con dao lam nhé, các bạn cắt nó đi cho nó đẹp. Đấy, tại mình chưa có nó làm thì mình chưa cắt được. Đấy nhá, các bạn nhá, cái mối nối của mình nhá các bạn này. Sau khi đã hoàn thành các bạn nhá, cái dây này. Khá đẹp các bạn. Em đánh như là sạch này, sạch bóng ngay. Rồi, giờ mình sẽ đi vệ sinh rồi nhá và cắt cái tua rua đi. Đây các bạn nhá, sau khi mình đã vệ sinh xong này, nó được như này các bạn nhá. Thì bây giờ mình để tránh đâu bị tụt các bạn, mình sẽ dùng keo lên các bạn, mình cho nó vào nhé. Đấy, mình sẽ cho keo lên như này các bạn này.
Đấy, cho con lưới này thì nó sẽ không bị tụt đầu đáy các bạn nhé. Các bạn mà có 502 cũng được, nhưng 52 mình sợ cứng ấy, sợ cứng nó sẽ hay bị vỡ. Nhưng cái này thì mình cho cao lên. Đây, như vậy sản phẩm mình đã xong các bạn nhé. Đấy các bạn ạ. Thì các bạn thấy cách của mình là làm hay thì áp dụng theo cuộc sống các bạn nhé. Để chia sẻ với các bạn là trong trường hợp mà các bạn mà không chưa mua được cái dây sen hoặc là dây xịt nhà vệ sinh nhé, thì các bạn hãy sửa cho mình như này nhé. Rồi, video đến đây xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video và chúc các bạn luôn luôn có nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại video sau nhé. Nếu thấy hay like, chia sẻ và đăng ký kênh các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.